Chào anh em, nếu anh em muốn tạo một cái tiểu cảnh y chang như anh em vừa xem thì mời anh em xem tiếp video này, mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Để tạo được cái tiểu cảnh, anh em tải giùm mình cái ứng dụng CamMaster và cài đặt nó. Nếu anh em đã tải rồi thì mình bắt đầu thôi. Còn vật liệu trong video này mình cũng chia sẻ cho anh em. Thứ nhất, trên cái kênh này nghe anh em, kênh này thường xuyên ra nhiều cái tiểu cảnh rất là đẹp, anh em có thể tham khảo. Thứ hai, mình sử dụng Google tìm kiếm nghe anh em. Anh em muốn tìm cây cối nè, bông hoa, vật thể mà anh em muốn làm, cứ nhập vào rồi thêm cái chữ không nền ở phía sau để có những cái vật thể dễ dàng chỉnh sửa nghe anh em. Ví dụ mình tìm cái cây không nền nè, có rất là nhiều cây, thích nào thì mình tải về. Còn riêng em muốn những cái vật liệu có sẵn trong video này thì mình cũng đã để sẵn dưới phần mô tả rồi, anh em cứ theo link mình rồi tải về. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em bằng cái vật liệu của mình nghe anh em. Bấm vào link nó sẽ xuất hiện như thế này. Anh em chọn biểu tượng tải xuống ở đây, tiếp tục anh em chọn dẫn tải xuống. Rồi tải xong rồi, anh em về trình quản lý tiệp nè, anh em chọn lưu trữ điện thoại vào cái mục download. Tiệp tải xuống nó nằm ở đây nghe anh em. Anh em nhấn vào chọn giải nén nè, xuất hiện cái thư mục màu vàng ở đây chứa toàn bộ vật liệu trong video. Có vật liệu rồi, anh em vào ứng dụng CamMaster để chỉnh sửa. Bây giờ anh em theo dõi tiếp nghe anh em. Mình sẽ thao tác thật là chậm để anh em nhìn rõ. Phần thao tác này mình sẽ không hướng dẫn bằng miệng. Bây giờ vào ứng dụng CamMaster để bắt đầu nè.
Bây giờ anh em chỉ việc thêm nhạc vào theo ý muốn và xuất video nữa là xong. Mình xin dừng lại cái nội dung ở đây nghe anh em. Nếu anh em thấy thích, nhớ like, đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp.